Hello, xe máy Hồng An độc đáo cho Sài Gòn xin kính chào cả nhà đại gia đình. Cũng như thường lệ, Hồng An chúc cả nhà đại gia đình một buổi chiều vui vẻ, mạnh khỏe và an lạc nhé. Và cũng như là thường lệ, Hồng An cũng xin thông báo với các anh em là chiếc quay Thái 201 thắng đĩa đã có chủ rồi nha các bạn. Và Hồng An sẽ quay lại những cái chi tiết cụ thể hơn để cho một người bạn của mình nhận được xe, cái hiện trạng nó xe như vậy nha anh. Xe mình là nói chung là áo tem còn đẹp, xe mình không có nứt bể nha anh, chỉ có chày suốt dài ba chỗ thì có nha anh ơi. Đó, cái mỏ về mình bị chày nè. Đó, anh nhận xe anh cũng phải đánh giá kỹ giùm em chiếc xe, thì em bàn giao cho anh thì nó chỉ có như vậy và anh những xe cũng y chang như vậy, sẽ không thay đổi. Đó, nguyên hết. Nhưng khi ban đêm á, Hồng An quay nó hơi bị sót, thì ban ngày Hồng An sẽ quay lại một cái nữa, vì anh đã tin tưởng cho Hồng An, anh đã chuyển khoản hình như là gần đủ số tiền mà anh đã mua chiếc xe của Hồng An. Đâm ra Hồng An phải có trách nhiệm, Hồng An quay lại. Đó, quay lại kỹ một cái nữa để cho anh em khỏi mất lòng, vừa lòng mình mua bán giao dịch cho nó vui vẻ nha anh. Đó, anh tin tưởng tuyệt đối Hồng An thì Hồng An sẽ đúng cái trách nhiệm, Hồng An sẽ quay lại chi tiết hơn. Tuy rằng Hồng An đã nhận gần đủ số tiền của anh rồi, tuy rằng chưa giao xe nhưng mà ngày mai Hồng An sẽ làm đủ hết pháp lý, xuất hóa đơn cửa hàng về tên anh luôn. Hồng An sẽ gửi chiếc xe này kèm bộ hồ sơ gốc luôn, gửi ra cho anh nhận. Đó, những vài chỗ chày xước đó Hồng An sẽ quay kỹ hết, không có để sót nha anh. Xe mình là nước sơn zin, tem thì có dán lại thôi, tem Thái dán lại, còn nước sơn là còn nguyên bản hết anh nha. Thấy không? Cặp lốc mình là không có bị dợp đâu, chỉ có chày chỗ này nè. Đó, nó bị dợp cái chỗ này thôi, còn lốc còn đẹp lắm nha anh, 47 luôn á. Anh nhận xe đây anh cũng phải để ý nha, bô mình không có lủng, không có bị mục. Đó, nguyên cây là còn đẹp luôn nha anh. Bô này bô theo xe, với một cái câm niềng của mình là cũng theo xe luôn, vàng bạc gấp là zin theo xe, không dặm tuốt nha. Đặc biệt xe này là không dặm chỗ nào hết nha anh. Quay hết nguyên cái vòng xe cho anh coi luôn, không có dợp luôn á, chỉ có lỗi chỗ này nè, chỗ này nó bị dợp cái chỗ này thôi, cái má là má phanh sau á, nó bị dợp chỗ đó thôi. Họ gấp biết rồi là không một không gì hết nha anh, gấp còn đẹp nha. Xe mình thay ổ khóa rồi nha, xài chìa khía nha anh. Xe mình là câm niềng trước cũng theo xe luôn nha, câm cũng còn sáng lắm á, câm còn xanh nha, thấy không? Cắm mình còn xanh nha anh. Đó, điền không lủng không mục, thấy không? Điền theo xe nha. Dàn lửa IC sạc theo xe hết nha, mâm lửa zin theo xe chưa mở nha anh. Mâm lửa của mình cũng rất đẹp, nước sơn còn dày lắm, sơn zin mà.
anh tin tưởng Hồng An thì Hồng An phải đặt cái chọn niềm tin để cho anh, chứ không để anh thất vọng đâu. Khách hàng tin tưởng mình là cái đó là đã là một cái rất may mắn. Mua xe mà không cần chuyển xe trước, chuyển gần hết số tiền luôn. Chính vì những chỗ đó Hồng An sẽ phải cố gắng hơn, phải xứng đáng được anh em đặt cái niềm tin này. Thời buổi mua bán rất khó, tâm ra được anh em tin tưởng như vậy là Hồng An rất mừng và rất quý, chứ đâu phải dễ được một người khách hàng mà họ không hề tin, không hề quen biết mình và chưa hề giao dịch với mình lần nào mà dám chuyển số tiền gần đủ một chiếc xe, mà mình cũng chưa có giao chiếc xe cho họ nữa. Năm ra những cái đó Hồng An phải ghi nhận, phải càng ngày phấn đấu hơn, để cho anh em càng phải đừng để anh em thất vọng về Hồng An. Mai Hồng An sẽ lo những thủ tục còn lại. Anh tối anh rảnh anh gửi hồ sơ, gửi cái hộ khẩu trang chủ hộ cho Hồng An nha, bổ sung cái trang chủ hộ đi. Rồi Hồng An ngày mai Hồng An sẽ xuất hóa đơn xong, Hồng An sẽ kiếm cái địa điểm gửi. Trước khi gửi Hồng An sẽ báo. Xe mình là đi chung bộ hồ sơ gốc nha anh. Đó, và anh sẽ nhận. Cho nên được những anh khách hàng mà tin tưởng mình như vậy hỏi đi, hỏi sao mà mình làm sao mình không phải cố gắng, mình phải càng phấn đấu hơn, chứ không phải mình cứ dậm chân tại chỗ nữa, mình phải cố gắng hơn, mình lựa những cái dòng xe tốt, xe chất hơn để chia sẻ cho anh em. Và mình cũng thành thật xin lỗi một ông anh ở dưới Tây Ninh. Đúng ra là Hồng An đã chốt miệng hôm qua với anh rồi, và hẹn anh ngày mai sẽ giao dịch, nhưng mà Hồng An đợi anh tới 9 giờ mấy cũng chưa thấy anh gọi, anh chuyển khoản, thì đâm ra Hồng An đã nhận lời một người anh, một người bạn ở dưới Bắc Ninh. Ông anh này đã chuyển khoản gần đủ số tiền và Hồng An đã nhận lời chốt xe. Hồng An cũng hứa với anh là sẽ, nếu mà có một chiếc xe sau, Hồng An sẽ ưu tiên anh để anh lên anh nhận chiếc xe này, và Hồng An sẽ không có đăng súp nữa. Nếu có một chiếc xe thắng đĩa, Hồng An sẽ gọi anh. Nói chung Tây Ninh lên Hồng An cũng gần mà, chịu khó lên Hồng An chừng một tiếng rưỡi thì sẽ có xe thôi. Và Hồng An có xe là Hồng An sẽ không có đăng nữa, ưu tiên cho anh một chiếc xe sau. Hồng An hứa là Hồng An là có, và có là phải làm nha. Hồng An sẽ gieo một cái duyên mới cho anh lại. Cái xe này xem như anh em mình đã không có duyên, thì Hồng An sẽ cấp một chiếc xe sau có duyên cho anh. Rồi ok. Và cũng đúng như hôm nay, tâm nguyện của Hồng An là cũng muốn đã thành sự thật. Nói chung là vì anh em mà đã là vô kênh của xe máy Hồng An đập bên trước Sài Gòn, cũng như là đã là một gia đình, thì Hồng An hôm nay Hồng An lấy lại được một chiếc xe Future Neo FI. Nói chung là xe hiện tại là nó là một chiếc xe cọp. So với thời điểm hiện tại, xe này là một chiếc xe cọp so với thời điểm hiện tại nha. Còn sau này Hồng An không biết đó. Hiện tại là xe này thuộc dạng là một chiếc xe đẹp, xe cọp á. Xe này nó đi là đúng đồng hồ là 14.700 cây nha các bạn.
và cũng là thật là có duyên. Cái xe này Hồng An thật sự là đã để cho một người anh mình ở dưới Hóc Môn rồi, một tuần trước 10 bữa rồi. Nhưng mà do ông anh thì cũng có một cái lý do trong gia đình gì đó, ông ra cái duyên cũng phải trở về lại Hồng An thôi. Thì bây giờ Hồng An cũng đã có duyên và Hồng An sẽ chia sẻ lại, phân tích kỹ hơn, tỉ mỉ hơn từng chi tiết. Có dịp, nói chung là có dịp rồi, có cơ hội để phân tích tỉ mỉ chi tiết một chiếc xe đẹp, xe cọp cho anh em chiêm ngưỡng và nắm được những kiến thức cơ bản khi mình chọn lựa một chiếc xe đẹp, xe cọp đúng chức xe đẹp, xe cọp. Hồng An nói rõ nha. Còn những cái dòng xe mà trung bình thì Hồng An cũng không quan trọng, vì những xe đó anh em mua xe chỉ cần là đầu nồi, đầu chưa rớt hoặc nồi chưa rớt, máy êm thì các bạn đã mua được rồi, vì cái giá thành đó nó cũng là tương đối là rẻ, không đến nổi. Quan trọng cái người bán họ bảo đảm cho mình, họ bao mình là đầu chưa rớt đó. Nhiều khi nồi rớt cũng chẳng có sao đó, đầu chưa rớt là quan trọng nhất, và máy êm chắc thì các bạn nên mua đi đó. Thì cái số tiền đó các bạn mua cũng không đáng đến nổi là nó lớn, vì một chiếc xe trung bình khá mà 30-40 triệu là các bạn mua được một chiếc xe rồi đó. Còn những dòng xe này nó là rất mắc, thực sự là nó là hàng thuộc dạng là có giá trị cao. Tâm ra tâm nguyện của Hồng An á, cũng muốn làm cho anh em khi mình quyết định mua một chiếc xe đẹp á, bỏ một số tiền lớn ra mua á, mình phải nắm được một số cái kiến thức cơ bản nhất. Hoặc những anh em lái mới mua bán xe cũng có dòng đam mê xe cổ xe đẹp, có một số vốn nhỏ ra mua bán xe thì mình cũng nắm được một số kiến thức để mình không bị mua lầm một chiếc xe. Khi các bạn mua lầm một chiếc xe thì cái giá trị nó thực sự là nó là các bạn đã là lỗ rồi, lỗ hết 30% một chiếc xe nếu mà các bạn mua lầm một chiếc xe đó nha. Hồng An nói ở đây nha, vì đồng tiền là mồ hôi nước mắt tất cả anh em hoặc khách hàng cũng vậy thôi. Anh em mình đi mua một chiếc xe, khi mình mua làm một chiếc xe, nói chung là bị thuốc đi, mình mua 60 triệu chứ thực sự các bạn bán lời đi còn có 40 triệu thôi, thật sự luôn đó. Năm ra cái số tiền nó quá lớn và cái tỷ lệ á, quay đầu lại á, cho các bạn á, nó gần mất đi 40% giá trị xe rồi đó. Đúng là các bạn chơi dòng xe đẹp chứ các bạn chỉ cần là hoặc là lỗ 5 triệu, 3 triệu, nhiều khi các bạn chơi vẫn có lời luôn. Đó. Nhưng mà khi các bạn lỡ xuống tiền, mà kiến thức không có nắm vững thì các bạn chỉ có lỗ thôi. Đó. Hồng An thấy cái trường hợp này cũng hơi bị nhiều. Thật sự là như vậy. Đó, Hồng An cũng có cái dịp này hôm nay. Và chắc cũng có cái duyên quá. Thật sự là có cái duyên. Cái Hồng An được mở một chiếc xe đẹp ra. Hồng An được có dịp phân tích cho anh em, chia sẻ cho anh em những cái điểm, những cái chi tiết cụ thể hơn khi các bạn quyết định mua một chiếc xe đó, những chi tiết nhỏ tổng quát ở đâu đó Hồng An sẽ phân tích kỹ. Một lát Hồng An có dịp này Hồng An sẽ phân tích kỹ, vì không có nhiều cái duyên để mình mở một chiếc xe đẹp đâu. Còn xe trung bình thì nó cũng nhiều lắm, Hồng An mua hoài à, 30-40 ngàn cây, 20 mấy ngàn cây thì nó cũng là nhiều, còn hoặc thuộc dạng 10 mấy ngàn cây nó rất hiếm. Hôm nay mà cầm được một chiếc xe 14 ngàn cây hoặc là 10 ngàn cây rất hiếm, thật sự là hình như là muốn cạn rồi đó. Năm ra hôm nay là cũng là do cái duyên á, Hồng An mua được một chiếc xe này và quay đầu lại chiếc xe này Hồng An sẽ làm cái clip đó, chia sẻ những anh em nào mới biết chơi. À, mới biết chơi những chiếc xe đẹp hoặc mới tập tành mua bán những chiếc xe đẹp thì anh em nên để ý nha, nghe cái trong cái clip này Hồng An sẽ phân tích hết nha. Và trước tiên khi mình quyết định mua một chiếc xe á, anh em nên nghe cái máy đi. Trước tiên mình phải nghe cái máy, vì một chiếc xe ít đi cái máy nó khác, một chiếc xe đi nhiều cái máy nó khác, tiếng máy nó khác, cái tiếng bô nó khác.
các bạn thử, các bạn đi mua cửa hàng đi, các bạn nổ những chiếc xe mới vừa đẩy trong hãng ra đó, các bạn thử để lại cảm nhận lại đi. Cái tiếng bô của những chiếc xe đó họ rất chát nha, vừa nhẹ và vừa chát luôn nha. Này Hồng An đề thử xe này nè, nó hình như là chát chát chúa luôn á, tiếng bô nó ra chát mà nhẹ lắm nha. Rất chát, rất nhẹ. Còn những cái dòng xe mà họ đi nhiều á, 40-50 ngàn cây trở lên, cái tiếng bô nó sẽ ấm nha các bạn, ấm và chắc nha. Còn khi cái dòng xe mới á, là do cái tuổi, do sử dụng ít á, những cái tiếng bô nó rất nhẹ và rất chát nha. Bạn nghe kỹ không? Nhưng mà máy lại phải êm nha, máy phải êm nha, không được kêu xào giọng nha. Tại máy mới là phải êm, cực kỳ êm mới được nha. Tại xe mới là phải êm nha. Nhưng mà cái tiếng khi mình vô ra nó rất nhẹ, tiếng bô nó ra rất nhẹ nha. Nó thoáng lắm, cái hơi nó thoáng lắm. Còn những cái xe mà đi 40-50 ngàn cây á, cái bô nó chắc lắm, cái hơi nó ra ấm. Cái đó là do cái tỷ số nén các bạn ơi. Anh em nào mà làm xe độ, xe đôn á, thợ máy gì đó, mình nói tỷ số nén là cũng giống như là cái dàn hơi đó, ta nói dàn hơi đó. Khi lúc đó tại sao không, thì các bạn đi 40-50 ngàn cây á, cái bê tông nó đóng khói rồi, cái dàn đầu của mình nó đóng khói rồi, thì tất nhiên là chỗ đó nó sẽ cái buộc, cái tỷ số nén nó sẽ đúng chuẩn, hơi nó sẽ ấm hơn. Nó đạt tỷ số nén thì lúc đó cái hơi nó ấm lắm đó. Còn những cái dòng xe mới á, cái tỷ số nén họ chưa đủ tỷ số nén, tại cái nhà sản xuất mà họ sẽ trừ hao cho các bạn đi 40-50 ngàn cây, lúc đó tỷ số nén sẽ chuẩn rồi, các bạn đi nó máy nó đã lắm, nó ngọt lắm à, nó ngọt lắm. Mà các bạn ráng đi thời gian nữa thì nó sẽ đạt cái tỷ số nén cao quá, thì nó sẽ đóng khói nhiều quá, các bạn buộc phải gã đầu thấy số bắp rồi, lúc đó là nó đã róc rồi đó. Vì mỗi nhà sản xuất họ đều tính ra cái độ, cái km cho các bạn sử dụng hết á. Chẳng hạn như các bạn thử để những chiếc quay Thái nè, Future Nhật nè, rim Thái nè, thời điểm lúc đó tại sao bê tông bạc họ lõm. Các bạn thử hỏi mấy thợ máy đi, nhiều khi thợ máy không biết họ có để ý hay không. Vì Hồng An là một người thợ máy, Hồng An phân tích luôn. Hôm nay có cái dịp này, bê tông nó họ lõm á, để sao? Để nhà sản xuất lúc đầu họ làm cho, phục vụ cho nhân dân sử dụng một chiếc xe cho nó bền. Thứ hai là họ muốn dành cái thương hiệu dòng Yamaha hoặc Honda, họ muốn khẳng định thị trường cái dòng xe nào bền để dân Việt Nam mình sử dụng nó, hoặc cái nhà bên Nhật gì đó. Họ lúc nào họ làm cái bê tông bạc á, bê tông lúc nào họ cũng lõm hết trơn á. Để sao? Để khi các bạn đi 70-80 ngàn cây, cái luồng thói đó, cái luồng đóng đầu bò đó đóng, nó sẽ đóng vô cái lõm đó, thì lúc đó cái xe bạn sẽ chạy bốc hơn, rất bốc. Lúc đầu thì nó lõm, các bạn về các bạn chạy đi, chạy chừng 30-40 ngàn, 50-60 ngàn, 70-80 ngàn, lúc đó là cái khói á, nó sẽ đóng ngay cái đỉnh bê tông luôn, nó cho nó là lúc đó tỷ số nén họ rất cao, máy lúc đó là rất khỏe luôn, nó càng chạy càng khỏe. Thời điểm đó là cái bê tông đó là cái tỷ số nén họ rất cao rồi. Lắp ra mấy dòng xe Nhật á, rất bền các bạn. Tại sao họ bền là như vậy? Họ trừ hao cho các bạn đi 70-80 ngàn cây, nhiều khi 100 ngàn cây nữa các bạn cũng không cần rã đầu xe súp bắp đâu, thì họ đã trừ hao cái tỷ số nén cho các bạn sử dụng rồi. Còn dòng xe bây giờ khác, dòng xe bây giờ là đa số là họ làm chỉ cho có tỷ số nén chuẩn trước, họ làm cho bốc. Bê tông đều bằng hết á, không có lõm nữa.
các bạn đi chừng 30-40 ngàn cây thôi, lúc đó là các bạn cái máy của các bạn phải rạ, phải đốc rồi, phải sấy súp bắp rồi. Đó. Họ thị trường hôm nay họ đánh giá là họ làm cái máy cho các bạn mạnh. Trước tiên là mạnh đi. Rồi đi 3-4 năm sau các bạn cảm thấy yếu, các bạn làm máy thôi. Sấy súp bắp hay cái gì đó thì lúc đó là cái buồng đốt họ sẽ bị thốn rồi. Tỷ số nén lúc đầu họ ráp ra là rất chuẩn, nhưng mà khi các bạn đi 30-40 ngàn cây á, lúc đó cái buồng đốt nó sẽ cạn rồi, nó sẽ phải rốc, các bạn phải làm thôi. Đó. Sẽ thị trường hôm nay là như vậy luôn, chỉ cần cái dàn mẫu mã ngoài thôi, chất lượng họ không quan tâm nữa. Còn những cái dòng xe đời đầu á, tiêu thờ Nhật, Quy Thái, Riêng Thái, họ luôn quan tâm tới chất lượng lâu dài luôn, trừ hao cho các bạn sử dụng 5, 10 năm, 20 năm bình thường. Vì họ đã làm sẵn trừ hao cho bạn cái tỷ số nén, cái buồng đốt họ hẹp, họ rộng, họ lõm rồi, bích tông họ lõm rồi. Đó, tại sao cái chúng ta mình đi dân dòng Quy Thái tới giờ mà chưa rã đầu, chưa gì hết? Vì họ đã tính cái buồng đốt cho chúng ta rồi. Mà dòng xe bây giờ không phải như hồi đó, các bạn leo lên rất mạnh, rất khỏe, nhưng mà chạy chừng 2-3 năm thôi, cỡ 30-40 ngàn cây số thôi, các bạn buộc phải rã đầu ra sấy súp bắp chắc chắn luôn. À, Hồng Nga chỉ phân tích như vậy là các bạn đủ hiểu rồi. Nãy giờ nó cũng hơi nhiều quá, thực sự là như vậy. Rồi bây giờ Hồng Nga đi chiếc xe nè. Trước tiên các bạn mua chiếc xe, các bạn nghe tiếng máy đi. Không, tiếng máy chắc phải chắc nha, phải êm nha, phải chắc nha, vì cái một chiếc xe đẹp các bạn máy phải lựa chiếc xe máy nó phải chắc êm đó. Không, thứ hai các bạn để dàn chìa khóa, chìa khóa còn mới hay cũ. Nếu mà chìa khóa zin nó mới là xe này ít sử dụng, thấy không? Còn chìa khóa mà mòn quá, có chìa khóa mới nè, thấy không? Hình như là chưa mòn luôn, đó. Hình như là mới là xe là gọi là người ta là xe một chiếc xe đẹp đó. Thì các bạn sử dụng nhiều chìa khóa nó sẽ mòn. Và thứ hai các bạn nhìn cái dĩa nữa, không? Cái dĩa khuyết nhiều hay khuyết ít? Nếu cái dĩa mà nó khuyết sâu quá, nó mòn quá thì làm sao cái làm một chiếc xe ít đi được, không? Xe này dĩa hình như tương đối là không có mòn luôn các bạn ơi, chưa mòn luôn nha. Đó, chỉ có phớt thôi nha. Đó. Khi mình mua một chiếc xe đẹp các bạn nhớ nha, thứ nhất là nổ máy phải êm, thứ hai là mình nhìn cái cặp chìa khóa zin theo xe còn hay không, nó phải mới. Thứ ba là các bạn nhìn cái dĩa, cái dĩa nó chưa có khuyết, chưa gì hết thì là chấp nhận nó sẽ là đúng theo cái chất xe đẹp. Cái thứ ba các bạn nhìn cây cổ bô nữa nha. Hồng An chỉ phân tích mấy chi tiết thôi nha, đơn giản thôi. Đó, cổ bô mà nó phải đen, chưa có bị rỗ gì hết á, nó đen thui đó, xe là chuẩn đó, thấy không? Thế là cái lỗi nằm ở chiếc xe nha các bạn. Những cái cốt lõi các bạn lựa một chiếc xe chất á, các bạn nhìn chìa khóa, cổ bô, cái dĩa nha. Với thứ tư là nhìn lốc máy. Một chiếc xe ít đi á, cái lốc máy nó sẽ trắng mà trắng phấn nha các bạn. Đó, trắng mà trắng phấn luôn nha. Vì các bạn mà một cái lốc máy mà nó vàng, nó đen á, thì nó sẽ là... Tại vì sao đen không? Khi nó đi nhiều á, nóng quá và gặp nước á, nó táp biết thời gian nó sẽ đen, sẽ vàng, sẽ đóng vàng thôi. Tại cái nóng máy, cái độ nhiệt độ rất rất cao, đúng không? Mình đi thường xuyên, cái nước á, nó táp lên, mình đi nước mà văng lên này kia thì từ từ cái nhôm nó sẽ biến dạng, nó sẽ mà thành màu vàng, nhiều khi nó xuống màu đen luôn, nó vàng luôn,
đó, một chiếc xe ít đi á, hình như là cái nhôm nó còn trắng luôn đó. Còn trắng luôn nha đó. Còn trắng luôn nha các bạn, đây gọi là còn phấn á. Đẹp ghê chưa, xe đã cặp vỏ còn theo xe nha, để hôm nào ông chú ông gửi cho Hồng An luôn, Hồng An gửi cho anh em luôn. Hiện tại là cặp vỏ không ruột nha đó, cặp vỏ không ruột, chú thay rồi đó. Cặp vỏ zin theo xe vẫn còn nha đó. Cái ống hơi còn đen mà thấy chưa, ống hơi cái bố nè. Đó, cái bố nó còn nè, ông hơi đang mung à. Yeah. Dấu chấm sơn còn luôn nữa, thấy không? À. Dấu chấm sơn còn luôn, thấy không? Cái này nữa nè, ông hơi đang mung à. Với cái độ sắt này nữa, nó phải trắng nha bạn ơi, nó phải trắng nha, cái đòn chứa nước này nó phải trắng nha bạn. Hôm nay là cái cơ hội để Hồng An quay và Hồng An phân tích cho anh em á, thực sự là không có cơ hội để quay đâu. Dấu chấm sơn vẫn còn nè. Dấu chấm sơn trắng còn luôn nè. Xe này sinh nhông dĩ còn theo xe luôn nha các bạn. Được chưa? KMC nè. Hàng theo xe là KMC nha các bạn. Nhớ nha, Future Channel mà hàng theo với sinh nhông dĩ theo xe sơ sơ là KMC nha. Còn mấy DD là anh em mình thay vô mới là DD nha. Của nó là KMC. Anh em nhớ nha. Đó. Mua một chiếc xe mình nhìn nó gầm dưới á, cái ống nhớt mà nó còn trắng luôn, mà thấy chưa, ống nhớt với mấy cái argo bắt cái cần bắt cái giò cái gác chân ngang nè, thấy không, như là còn mới luôn. Ở gai đa số là chưa mòn luôn, mới có bạc bạc thôi đó. Mới có bạc bạc thôi. Với một cái anh em để ý á, nhông hình như là chưa mòn luôn, hình như còn mới luôn cái nhông này. Xe này chuẩn đi 14.000 cây nha các bạn, một chiếc xe chuẩn đó, nên anh em mình lấy cái cột mốc một chiếc xe đẹp, mình có thể mình đi đánh giá những chiếc xe khác đó, những cái điểm nào đó. Xe này là Future Nail 209, nó có hai dòng nha các bạn, một loại là 70 đầu, còn cái thằng này là ba con không đầu nha các bạn. Có nhiều anh em họ phân tích với Hồng An, họ hỏi Hồng An, và hôm nay Hồng An cũng có một cái cho anh em biết luôn rồi. Xe này ba con không đầu,
Đó. Còn future X đó là hai con không đầu nha các bạn. 70 đầu là đúng đăng ký năm 2009, đầu 2009. Và qua 2010 nó sẽ ra một đợt ba con không đầu, số máy là ba con không đầu. Và future X mình là hai con không đầu nha các anh em. À. 2010 là ba con không đầu. Nè, sản xuất 2010 đó, bạn thấy chưa? Còn future X là bốn con không đầu nha các bạn, nó hoàn toàn khác nha. Anh em đừng có đánh giá sai cái vấn đề đó. Ba con không là 2009, vẫn là 2009 nhưng mà nó đăng ký là năm 2010, sản xuất năm 2010. Còn 70 đầu chuẩn là đúng là 2009, năm 2009 luôn. Là 70 đầu. Đó. Còn xe nào mà ráp qua 2010 chuẩn bị chuyển giao qua phiêu dòng future X là ba con không đầu hết. Và khi đã xong ba con không đầu, họ sẽ qua bốn con không đầu là future X nha các bạn. À, xe này đúng là ba con không đầu luôn đó, vừa qua 2010 đó bạn thấy không? À, 2010 đó chưa? Nhiều anh em không biết, họ hỏi ủa tại sao là thường thường là future Neo FP 2009 là 70 đầu mà vẫn có những xe mà ba con không đầu. Nó thì đúng rồi. Ba con không đầu vẫn là hai, vẫn là cái dòng tem 2009 nhưng mà họ sản xuất năm 2010. À. Nhưng mà cuối 2010 bắt đầu qua chuyển giao qua future X là bốn con không đầu rồi nha các anh em, không còn ba con không đầu nữa. Đó. Thì nói tóm lại future Neo FP 2009, tem 2009 có hai năm sản xuất. Năm sản xuất đầu tiên 2009 là 70 đầu. Đó. Qua 2010 sản xuất là ba con không đầu. Đó. Còn bốn con không đầu là qua dòng future X rồi nha anh em, không còn là future Neo nữa, tem lớn nữa, 125 nữa. Thấy không? Xe này chủ xe gắn phục nai luôn nha các bạn. Ông chú gắn phục nai, ông chú nói là còn lại một cặp phục zin luôn, với cặp bỏ zin luôn nha. Đó. Xe nói chung là rất đẹp. Con này hiện tại là rất đẹp. Máy cực kỳ chắc luôn. Vừa chắc vừa êm. Nhẹ phao luôn á. Nghe là ghiền luôn á. Các bạn nghe tiếng chát của nó không? Như xe mới, cái dòng xe mới nó mới chát nha anh em. Còn những xe mà nó ấm, cái bô nó ấm thì tất nhiên là phải đi 30-40 ngàn cây, 50 ngàn cây nó mới ấm nha. Lúc đó cái bô nó đóng khói rồi, nó đóng khói ngay cái đuôi rồi thì nó sẽ ấm thôi. Còn xe mới nó rất chát lắm. Mình nghe nó chát, chát chúa luôn đó. Đó. Khi mình mua một chiếc xe đẹp ít đi, mình nghe tiếng bô, tiếng máy nó nhẹ mà nó chát. Đó, các bạn cứ vô hãng các bạn nghe thử với mình, những chiếc xe mới ra mới đẩy ra đi, nó nhẹ phao à mà cái tiếng máy nó chát lắm. Đó. Chắc chắn những chiếc xe đó sẽ ít, rất ít đi vì nó như máy nó như xe mới rồi. Đó. Yeah. Ông em ru thấy không? Thấy em ru không? Hình như là không có tiếng luôn đó. À, nhưng mà các bạn vô ga lên thì nó sẽ nghe là tiếng nó chát lắm. Xe rất đẹp các bạn ơi, xe này còn 7 màu luôn á. Cái giá đỡ còn trắng tinh nè à. Cái giá đỡ mà bảo vệ cái cảm biến nhiệt á, màu vàng vàng thấy không? Còn trắng luôn đó bạn thấy chưa?
Cái này cũng rất quan trọng nha các bạn. Cái này mà nó phải còn trắng còn sáng là nói chung là nó phải đi đúng tiệp với chiếc xe đẹp nha. Đó, nó phải sáng phải bóng gì đó mới được nha. Mà nó đen nó xét là thua rồi. Một chiếc xe đẹp các bạn nhìn đi, nhìn kỹ đi, nó sẽ tương đồng với nhau hết, nó không có sai số đâu. Từng con ốc, đúng không? À, thấy bạn bạn thấy cây cốt, cây cốt không nè, cốt này hình như mới luôn nha. Cái xe nào mà đi nhiều á họ sẽ đen. Cái điểm này cũng rất quan trọng nha các anh em. Đó, lò xo thì không cần nói rồi, nó phải sáng phải vàng. Cái cốt này họ phải trắng nha. Nếu mà xe đậu lâu đi nhiều quá, nước nó động lại nó sẽ đen nha các bạn, đen và xét. Những cái cốt lõi đó không ăn nói, các bạn nên để ý nha. Hồng An quay từ dưới luôn, thấy không? Đó, các bạn nhìn đi, đánh giá kỹ một tí. Tiếng máy là đã không? Tao xuống zin luôn nè. Xuống theo xe luôn. Hình như là chưa có mòn luôn đó. Xe này dàn áo là không vết, không có vết nứt vết chạy luôn nha. Áo là áo như mới nha các bạn ơi. Xe này ông chú ông bảo quản xe rất kỹ nha. Áo dán keo nguyên chiếc luôn đó. Hồng An lột ra rồi. Đó, dàn áo hình như là còn như mới luôn á. Không vết chạy nha. Áo theo xe khác nó hơi dày hơn áo hàng mới nha các bạn. Nhiều khi anh em mua áo hàng mới vẫn được hết, nhưng mà nó sẽ mỏng hơn. Áo theo xe dày 10 chứ áo hàng mới chỉ còn có 9 thôi. Cái độ dày độ mỏng nó khác nha các bạn. Nhiều khi anh em nghĩ là áo hàng mới nó bằng áo theo xe, không phải đâu. Áo theo xe nó dày hơn. Chung là hôm nay là Hồng An có cơ hội thì Hồng An sẽ quay kỹ hơn, chứ không có duyên nào mình Hồng An để gỡ một chiếc xe như vậy nữa đâu. Nói chung là anh em là đã là đại gia đình rồi, Hồng An sẽ cố gắng. Cái tâm của Hồng An là chỉ muốn giúp anh em mình phân biệt được một chiếc xe đẹp, có kiến thức mình nắm được khi mình quyết định mình mua một chiếc xe, bất kể ở đâu, cửa hàng hoặc xe nhà, người nào bán cũng được hết. Mình nắm được kiến thức mình đi mua cũng được nữa. Mình nắm được kiến thức mình mua được những chiếc xe đẹp, xe chất mình đi. Chứ kiến thức mình không đủ mình sẽ bị họ gạt mình thôi. Thật sự là như vậy. Thấy chưa, cái cao su là chưa đóng bụi luôn đó. Đó, dấu chấm sơn đầy đủ rồi, thấy chưa? Cái con sơn này lóc còn phấn luôn nè. Những cái chi tiết cơ bản là các bạn phải coi so sánh, thấy không? Đó. Hậu An nói rồi, trước tiên là cái máy nha các bạn. Một chiếc xe đẹp ít đi, các bạn phải nghe cái máy cho kỹ nha. Máy phải êm, tiếng phải giòn, chứ đừng có ấm nha. Ấm là sai lầm nha các bạn.
thì một chiếc xe ít sử dụng á, máy phải giòn lắm, cái xe phải giòn, ấm là không được nha, ấm là xe đi nhiều cái tiếng máy sẽ ấm nha. Các bạn có hình dung các bạn đi mua một chiếc xe mới ngoài cửa hàng xe ga cũng vậy thôi. Ông An nói nãy giờ nói hai lần rồi, nó phải giòn nha, tiếng máy phải giòn, phải nhẹ nha, phải êm. Còn tiếng mới, tiếng máy mà nó chắc, nó ấm là xe đi nhiều rồi, cái tỷ số nén lúc đó là nó đã kín hơi rồi đó. Anh em làm xe độ xe đôn rất quan trọng cái tỷ số nén. Nhiều khi các bạn đi trái gì đó không còn biết, các bạn làm trái làm có ba có tứ, cái tỷ số nén các bạn làm không đạt á, các bạn đi còn thua một chiếc xe zin nữa. Không ăn bảo đảm luôn. Chẳng qua các bạn giống như là cái căn nhà cao 4-5 tầng, nhưng mà cái móng các bạn không có cái móng thì gió thổi là nó sẽ ngã thôi. Tỷ số nén, tuy rằng người ta căn nhà có một tấm thôi, nhưng mà cái móng người ta chắc lắm. Đó. Tỷ số nén là do cái buồng đốt với cái bê tông. Đó. Đạt cái độ chuẩn á, đề ba cũng lẹ, mà hậu cũng lẹ. Còn các bạn đi trái, có ba có tứ, các bạn phá chảo với bê tông, nó bị cái chảo bị sâu quá, nó hụt hơi, bê tông bị vớt nhiều quá, móc mắt đi cam gì đó. Chỉ cần các bạn vớt sai bê tông một ly thôi, móc chảo mà móc mắt mà nó lố thôi, cái dàn hơi của bạn các bạn cũng là nên đi bỏ rồi, mua một chiếc xe zin nữa. Xe zin người ta không móc không gì hết, nhưng mà bù lại người ta kính, tỷ số né người ta chuẩn. Còn các bạn làm cho lớn vô, lên cấp 3, cấp 4 gì đó mà móc mắt vớt chảo thì đâm ra các bạn tính không kỹ, nó hụt hơi thì đâm ra còn thua một chiếc xe zin nữa. Đó, Hồng An nói cái này là anh em làm thợ máy anh em sẽ hiểu thôi. Đó. Anh em nào mà cảm thấy hay hoặc dở ý kiến gì đó nên góp ý cho tất cả mọi anh em mình tham khảo chia sẻ nhau thôi các anh em ơi. Ở đây là chủ yếu là mình là một gia đình, mình chia sẻ những kinh nghiệm dàn hơi hoặc cái gì đó, anh em cứ comment vô tư hết, comment bằng cái tâm mình chia sẻ, đúng không? Chứ không phải lên đây để mình phê phán cái gì hết. Mọi người đều có cái hay hết, thì không ai nói sai, các bạn cứ comment lên thật nói đúng và mình chia sẻ cho anh em họ biết thêm nữa đó. Có cái clip sau Hồng An sẽ nói kỹ hơn về cái dàn hơi, Hồng An sẽ chia sẻ tiếp cho những cái dàn hơi vì cho anh em mới làm thợ gì đó, Hồng An sẽ góp một cái kiến thức nho nhỏ à. Vì Hồng An cũng là từng là thợ, Hồng An có những cái bài hay lắm à, khắc phục được những cái xe zin tại sao đi hoài mà không hư, không róc xúc bắp, mà tại sao những xe họ mới xấy xúc bắp đây chừng vài ba tháng nó họ lại róc nữa à, cái vấn đề đó nằm ở đâu. Nó rất đơn giản, nhiều khi những anh em thợ họ sau này họ không có để ý thôi à. Có một clip Hồng An sẽ nói tiếp để anh em cái hiểu biết của Hồng An, mà Hồng An sẽ chia sẻ những anh em thợ chưa kinh nghiệm cũng hơi nhiều khi mới nói mình có cái những cái hay, anh em họ làm được những chiếc xe tốt cho khách hàng á thì cũng đỡ hơn, không khách hàng đi được những chiếc xe ngon hơn, bền hơn, và thợ thầy cũng được cái tiếng à, anh sửa xe bền quá à. Nếu có duyên clip sau Hồng An sẽ làm giúp những anh em mới ra làm có cái kinh nghiệm về cái dòng xe số à. Làm căn bản mà bền hơn, không bị róc xúc bắp. Xe y như mới luôn nha các bạn. Xe y như mới luôn nha. Một chiếc xe mới các bạn nhìn vô đâu nó cũng mới hết á. Nhưng mà vấn đề các bạn nằm ở cốt lõi là cái dưới thôi. Cái này Hồng An quay lên trên thì nó cũng là rất bình thường.
cốt lõi một chiếc xe đẹp, xe chất nó nằm ở dưới cái gầm. Thứ nhất là cái dĩa nè, tiếng máy nè, cái bô nè, đó, chống đứng, chống nghiêng, đồ đạp thắng, à, cũng rất quan trọng, đồ đạp thắng cũng rất quan trọng, cần số, đó, nó phải liên thông hết, và ba chi tiết đó anh em mình nắm được cái kiến thức, cần số nè, thấy không? À, với mấy cái cây cốt, thấy không? Cây cốt chống đứng của cây cốt trong loại của cái chống đứng nè. Đó, phải còn sáng đó, thì nó sẽ là một chiếc xe mới, mà nó đóng đen đóng ten thì làm sao là xe mới mới được, với vàng xanh nhông dĩa nữa đó, cốt treo máy đúng không đó, là cái cốt lõi của một chiếc xe nó nằm ở chỗ đó hết, không cốt treo máy nè, con trên con dưới nè, nó họ chưa mở thì tất nhiên nó sẽ còn rất mới. Đó. Khi mình mở rồi thì nó sẽ có dấu ở dưới chỗ này nữa và chi tiết thôi, các bạn có thể đánh giá được một cái xe đẹp rồi. Cái quan trọng là ốc đầu rồi các bạn, ốc đầu lúc nào nó cũng phải tỷ lệ thuận với cái lốc máy chơi nha, mà thấy không, cái lốc còn phấn này cái ốc đầu chắc chắn là nó phải sáng rồi, mà cái lốc cỡ này mà cái lốc ốc đầu nó đen thui tất nhiên là chắc cái lốc này nó có rửa tẩy rửa thôi đó. Ốc đầu phải đi chung với cái dàn lốc nha, nó phải tỷ lệ thuận nha. Cái lốc nó đẹp nó trắng thì cái ốc của mình nó phải tương đối cỡ 80, thấy chưa, 80 thấy chưa, 80 hết 80 nha. Không. Còn mà cái ốc đầu nó đen, cái lốc nó trắng thì cái đó là sử dụng quá chất tẩy rửa gì đó mình không biết nha, cái này mình nói chung chung thôi đó. Lúc nào nó cũng phải tỷ lệ thuận hết, ốc đầu với cái lốc nó phải tỷ lệ thuận với nhau, nó không thể nào nghịch được. Cái ốc nó trắng quá, cái lốc nhôm nó đen mà cái ốc bốn ốc nó trắng quá thì cũng là không được nha các bạn. À, nó phải tỷ lệ thuận 90 hoặc 80 chứ không thể nào mà cái ốc đầu mà nó mới hơn cái lốc hết trơn á, cái lốc nhôm mà nó như vậy mà cái ốc đầu nó trắng hơn thì tất nhiên là nó sẽ tỷ lệ thuận rồi, tỷ lệ nghịch rồi đó. Nó phải tuyệt đẹp tương xứng thì nó là một chiếc xe zin, ốc zin. Nhiều chiếc xe không ai để nhiều lắm, những cái lốc nó trắng tinh nè, ốc trắng dữ lắm, lốc trắng luôn á, nhưng mà ốc lại đen thì nó là cũng do chắc quá trình rửa thuốc này kia đó, họ xử lý cái lốc cho nó trắng lên. Clip này Hồng Anh làm hơi bị dài, Hồng Anh nói cũng hơi mệt á, chung anh Hồng Anh là cái tâm huyết thôi đó, Hồng Anh chia sẻ hết. Đèn trước đèn sau có hết, đầy đủ hết, nghe không? Đó, cặp kiến nè, xe này heo nè, chưa châm dầu nha các bạn, bình heo dầu trên còn nguyên nha, chưa châm dầu chưa mở nha, mà dưới đây cũng vậy nữa, nghe không? Không thấy không, còn nguyên không? Cốt này nè, tất cả đều còn nguyên hết, nguyên zin hết, nghe không? Nó tương xứng dữ lắm, các bạn nhìn vào chiếc xe nè, các bạn nhìn tổng thể Hồng An đi là một cái nha. Bây giờ Hồng An quay nhiều quá thì nó cũng không biết đến đâu. Đó. Nó tương xứng hết. Đó. Nó từ cái dĩa các bạn đi phớt qua nè. À, đi Hồng An đi phớt qua nha. Nó tương xứng nha, thấy không? Quay như vậy các bạn sẽ nhìn chi tiết hơn. Chứ nãy Hồng An quay từng chỗ lớn nhỏ ra các bạn chưa định hình được đâu. Hồng An đi một vòng nè, nó tương xứng một màu một nha, 90-90 với nhau hết nha. Đó.
nó không bị chỏi và nó cũng cũng không có trên lệch gì hết nha các bạn. Đó, nó tương xứng lắm, còn cái xe đẹp nó tương xứng. Cản này cản duyên nha các bạn. Đó, thấy chưa? Nó tương xứng chưa? Tương xứng từng chỗ luôn, thấy không? Thấy nó đều, nó đều lắm, nó tự nhiên, nó đẹp đẹp, nó đẹp hoàn hảo hết, thấy không? Thì một chiếc xe mới ít sử dụng thì tất nhiên nó sẽ còn nguyên nguyên vẹn cái chất zin của nó hết. Khi mình đi lâu thì ốc sẽ nó biến dạng, chỗ nào đụng nước nhiều thì nó sẽ biến dạng nhiều. Những chiếc xe mới á, họ chưa có tiếp xúc với nước nhiều, đâm ra ốc hình như là còn nguyên, tương xứng với nhau 9-10 thôi, nó không có trên là nhiều. Và những điểm mà xe nào cũ có trên là nhiều thì các bạn tự hiểu rồi. Bị Hồng An quay chiếc này là một chiếc xe zin, chất zin đúng 14.000 cây. Thì cái độ của nó các bạn nhìn nhìn rõ hết nha, ốc tán trắng tinh nha, lông đền còn trắng luôn nè, thấy chưa? Đó, chỉ có điểm trên đây nó hơi đen là do cái nước á nó động thôi, đó ốc đen đen đó, thấy không? Còn nó phải tương xứng hết từ cổ vô luôn, đó, từ cổ vô luôn. Nó rất đều các bạn thấy không? Ở dưới thì tất nhiên nó phải đen hơn ở trên rồi các bạn, ở dưới nó động nước mà, nhiều khi nó văng tiếp xúc của bác cái sình mình đi mình chạy đó, không ở dưới nó sẽ đen đen hơn tí, nó tỷ đi nó tỷ lệ thuận hơn, không trên đây nó sẽ đẹp hơn, chưa đó, nó sáng hơn đấy, không đó, nó dưới nó sẽ đen hơn, đó nó sẽ ở dưới đen hơn, chưa biển số 80979, anh em nào Long Khánh Đồng Nai, ý Đồng Nai Biên Hòa là ngay hệ luôn nha. Xe này ủy quyền về Hồng An rồi 10 năm. Anh em muốn giữ biển số Hồng An ủy quyền thêm một lần nữa hoặc xuất qua đơn cửa hàng. Giữ biển số đi mãi mãi luôn. Xuất qua đơn cửa hàng là dành cho anh em nào ở thành phố thích biển số này. Giữ biển số đi mãi mãi luôn. Còn anh em nào ngay Biên Hòa, Đồng Nai thì Hồng An ký mua bán một cái, anh em về sang tới liền, ra tẹ ra cài đặt tên mình luôn, giữ biển số này luôn đó. Và anh em nào ở vùng khác thì Hồng An xuất qua đơn cửa hàng, giữ biển số này lại suốt cuộc đời. Khi nào muốn rút gốc thì chỉ cần nạp cho mình tự đi nạp rút hoặc nhờ dịch vụ rút là về sang tên cũng được hết. Còn muốn giữ biển số này đi thì các bạn cứ xuất qua đơn cửa hàng Hồng An, xuất qua đơn các bạn cứ cầm như vậy mà đi, thời hạn là mãi mãi nha, ủy quyền chỉ có 10 năm thôi, xuất hóa đơn là mãi mãi nha. Các bạn thấy chưa, nó tương xứng, nó rất đều, các bạn nhìn kỹ đi, nó đều 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 lắm, nó đều lắm, nó đều hết trơn đó, cái xe đẹp á, các bạn nhìn nó đã lắm, nó đều hết trơn à, nó không bị chỏi, nó không bị lệch, nó tỷ lệ thuận hết trơn á, thấy không? Xe nguyên bản nguyên nguyên dạng nha, chưa quay như là như quá hoàn hảo luôn rồi đó, Hồng An quay là muốn hết cái xe, chưa một chiếc xe zin. Hồng An quay dưới luôn cho mình thấy luôn. Đỡ đến đây rồi mình phải quay cho không sót một điểm luôn. Anh em nào có trí nhớ tốt á thì nên lưu lại cái clip này, sau này mình có thể mình đi xem, mình định hình được những chiếc xe
mình làm cột mốc, mình so sánh những chiếc xe khác. Hoặc anh em nào ở nhà mình đã mua một chiếc xe cọp rồi đó, đang sở hữu một chiếc xe đẹp, mình cho rằng xe đẹp, xe xấu thì mình có thể mình nhìn lại những cái chỗ, những cái điểm đó, mình biết xe mình hiện tại là nó đáng được một chiếc xe đẹp hoặc một chiếc xe không phải là đẹp. À, tất nhiên cái clip này Hồng An quay sẽ rất có nhiều anh em đang sở hữu những chiếc xe đẹp luôn, rồi mình nhận định xe của mình nhờ qua cái clip của Hồng An này đó. Mình có thể mình so sánh là xe này là đi hiện tại là 14.000 cây, 14.700 cây, thì xe các bạn hiện tại là bao nhiêu ngàn thì các bạn tự đánh giá xe của các bạn đúng là một chiếc xe xứng đáng không. À, rồi quá dài một tiếng luôn, hôm nay là hôm nay là tâm huyết, hôm nay quay cũng mệt lắm nha các bạn. Nói chung là cái duyên thôi, hôm nay là hôm nay có cái duyên, mình cũng muốn chia sẻ cái dòng xe này vì cái tâm huyết rồi. Hôm nay Hồng An cũng muốn có một chiếc xe đẹp để Hồng An quay, để cho những anh em nào mình chưa biết á, mình nên nắm được cái kiến thức đi, rồi mình sẽ có thể mình đi mua những chiếc xe đẹp, hoặc mình tư vấn cho bạn bè mình mua được những chiếc xe đẹp, xe đúng ý, chứ lỡ tránh cái tình trạng bị thuốc, bị lừa gạt thì nó đau lắm các bạn ơi. Vì một chiếc xe đẹp hôm nay 70-80 triệu mà mình mua không đúng á, nó chỉ còn có 30-40 triệu chiếc xe thôi, các bạn bán á, lỗ có 30-40 triệu đó thôi. Hồng An cũng các bạn thấy thích thương Hồng An thì hãy chia sẻ kênh, cũng giống như Hồng An rồi đó, chia sẻ kênh cho mọi người cùng biết và đăng ký kênh xe máy Hồng An đọc tại Sài Gòn để ủng hộ kênh của Hồng An ngày càng phát triển và bền vững hơn. Thông qua cái kênh Hồng An, các bạn biết được nhiều kiến thức, nắm được nhiều cái cơ bản, căn bản về những cái dòng xe đã không còn sử dụng nữa đó. Rồi anh em một lần nữa thì anh em cũng nhớ đồng hành dùng giúp Hồng An nha đó. Để kênh của anh em mình, cả nhà mình ngày càng bền vững và phát triển hơn, chia sẻ cho nhiều người biết hơn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn. Mà xe này quên nữa, Hồng An bán một chiếc xe này đúng một giá không bớt nha. Hồng An bán xe này đúng một giá 75 triệu không bớt một đồng luôn. Anh em nào tỉnh, Hồng An xuất hóa đơn, anh em về sang tên bình thường. Còn anh em nào muốn giữ biển số này, Hồng An xuất hóa đơn, anh em vẫn cũng có thể giữ biển số này đi cả cuộc đời luôn. Rồi còn anh em nào ở dưới Biên Hòa, Đồng Nai, ngay số tỉnh nhà mình luôn thì quá hợp lý rồi đó. Anh em nào ngay tỉnh nhà mình, hãy nhanh tay nhanh chân gạch đá cho Hồng An liền, để Hồng An thì cái duyên này của các anh em, coi ai gieo duyên được sớm thì người đó sẽ được hưởng. Bye bye mọi người.